Uống đi. Không say không về nhá. Để uống ít thôi, không về vợ nó lại vả cho. Từ ngày tao lấy vợ ấy, tao nói một là phải một, hai là phải hai. Vợ con là cái gì chứ dô. Tao nói một là 1, 2, 2. Trước đây vợ làm gì đâu mà vợ làm gì đâu mà vợ làm gì đâu mà đường ra quốc lộ. Bây giờ đường nó đi lòng vòng lắm, sợ anh không nhớ ấy. Giờ đường xa lắm, ra quốc lộ. Bây giờ anh muốn đi với Bắc Linh phải không? Đúng rồi. Giờ xa lắm. Xa lắm à? Bây giờ anh đưa cho em 2 lít thì em dẫn đường anh đến. Rồi lên xe. Bây giờ cứ lòng vòng là anh tìm khó lắm. Rồi lên xe. Lên xe nhá. Mà thôi, bây giờ anh đưa trước cho em 2 lít đi thì em cho chắc chắn, không anh đi anh không trả tiền em làm nào được. Bây giờ cứ đưa trước 2 lít cho em. Cảm ơn anh nhá. Thì bây giờ anh đi thẳng 200 m rồi rẽ phải là đến nhá. Cảm ơn anh trai nhá. Cảm ơn anh trai nhá. Thế này nó lừa mình à? Lếu quen thân. Số 9. Số mấy? Số 6. Phải nói ngay từ đầu phải tốt không? Để anh phải dơ gạch ra. Số mấy? Số 6. Nói to lên. Số 6.